Thưa quý vị, thưa các bạn, Suối Giàng là một xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nằm trên độ cao gần 1.400 m, được ví như Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Đây là vùng đất nổi tiếng với những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, kết tụ tinh hoa từ đất trời. Chè cổ thụ Suối Giàng là một món quà thơm thảo quý giá mà thiên nhiên trao tặng cho Yên Bái. Nơi đây không chỉ có những doanh nhân, hợp tác xã với nhiều tâm huyết muốn đưa chè Suối Giàng vươn xa, mà còn có những lớp học tình thương để con em xã viên người Hơ Mông được học tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hơ Mông và cả kỹ năng sống. Suối Giàng là một xã vùng cao của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nằm cách trung tâm huyện lỵ Văn Chấn 12 km về phía Bắc, bao gồm 4 tộc người cùng cư trú là người Mông, Kinh, Giao, Tày. Trong đó người Hơ Mông chiếm 98,5%, còn lại các dân tộc khác chiếm gần 2%. Suối Giàng được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan núi rừng nguyên sơ. Nơi đây chủ yếu là đồng bào Hơ Mông sinh sống, đặc biệt có vùng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nên thuận lợi phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, sinh thái và nghỉ dưỡng. Chè san tuyết là loại cây mọc tự nhiên trên vùng núi cao, được nuôi dưỡng bằng sinh khí của đất, trời, nên búp và lá chè rất to, có màu xanh đậm. Với mục tiêu nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè san tuyết Suối Giàng và quảng bá thương hiệu, giúp du khách và nhân dân nắm bắt được thông tin về cây chè, như tuổi cây chè, tọa độ địa lý, nhiệt độ, khí hậu, thời tiết, tỉnh Yên Bái đã triển khai gắn nhãn truy xuất nguồn gốc cây chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng. Song song với đó, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cũng được tỉnh chú trọng. Trung tâm xúc tiến thương mại đã giúp cho hợp tác xã là được đưa sản phẩm của mình lên sàn giao dịch quốc tế và cũng tạo điều kiện cho hợp tác xã được đi quảng bá thương hiệu và được đi xúc tiến ở các huyện thị rồi các hội chợ rất là nhiều. Thì từ những cái hoạt động đó thì chè Liên San Cha đã có mặt trên thị trường và cũng đến giờ phút này thì cũng đã có cái uy tín thương hiệu. Trước đấy là nếu mà mình chưa có hợp tác xã thì chè rất là rẻ. Thì có thể là mình có sao được nhưng mà không ai mua. Nhưng mà hoàn thành mình hợp tác xã đã trong nhau ở đây rồi là thì mình có thể là sao không đủ sản phẩm cho xuất khẩu rồi là bán cho các quý khách của đi tham quan du lịch. Bên cạnh việc mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm và cũng là để người dân yên tâm với nghề làm chè, thì việc kết hợp với phát triển du lịch cũng là một hướng đi đúng, là mô hình cần nhân rộng. Cái mô hình của bọn em thì cũng rất là đơn giản thôi, là mô hình muốn mọi người đến đây thì có thể gắn kết hơn với thiên nhiên, nó thuần thiên nhiên hơn. Vậy mọi người đến, mọi người có thể, ví dụ như là mọi người có thể, một gia đình có thể là nướng đồ BBQ cùng nhau ngoài trời, sau đó ăn uống, nghỉ ngơi và đốt lửa trại. Bọn em sẽ kết hợp cho khách hái trà ở đây. Và bọn em cũng đang làm như thế, khách rất là yêu thích cái việc đấy. Mọi người sẽ hái lá chè tươi về để uống. Còn nếu mà làm làm chè chuyên sâu hơn là sao chè hay này kia thì em chắc là đang cần phải nghiên cứu thêm với bên hợp tác xã Chu Liên. Thì mình muốn làm một cái khu bảo tàng ở đây, ngay tại đây. Vừa là một bên là lớp học, ban ngày thì nó sẽ là khu trải nghiệm của mọi người, là vừa là trưng bày những cái sản vật của người Mông từ ngày xưa đến nay, và các cháu sẽ là những người giới thiệu về những nét văn hóa của người Mông. Cái nếp nhà đó là nhà chôn cột Nam Giang, để cho các cháu buổi tối các cháu sẽ được học tại đó, rồi là bố mẹ sẽ được ngồi thêu dệt trên cái khung cửi của người Mông ở đó, rồi là người lanh thì cũng đã có vùng trồng lanh, thì cái cách làm lanh để mọi người du khách, để níu chân du khách tại Suối Giàng, lại Suối Giàng. Nhắc đến Suối Giàng, người ta không quên nhắc đến một lớp học đặc biệt với cái tên thân thương, lớp học bà Liên. Với tâm huyết của một nhà giáo, giáo án đặc biệt của bà Liên được tích hợp với nhiều môn học, từ kỹ năng sống đến tiếng Hơ Mông, tiếng Việt, tiếng Anh và cả những môn học về văn hóa dân tộc Hơ Mông, đã mang đến niềm vui khi tới lớp của con trẻ. Một con được học tiếng Anh này, được học tiếng Mông này, xong rồi còn được học khen, học sáu các thứ. Dạy con học tiếng Anh, học tiếng Mông và học, bà dạy cho con học để
phát triển được kỹ năng. Ví dụ là nếu là học được pha chè thì em thích học pha chè. Lớp học bà Liên thì em bắt đầu tham gia từ tháng 7 năm ngoái. Và đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy là cũng có khá là nhiều những cái khó khăn. Khó khăn đầu tiên thì thực ra là các bạn người Mông, các bạn nói tiếng Kinh nó chưa còn được tròn vành rõ chữ. Nhiều, rất là nhiều từ bị nghe rất là khó. Thì cái việc các bạn nói một cái ngôn ngữ thứ ba nữa là tiếng Anh, nó là một cái rào cản rất là lớn. Thực ra cái nền tảng tiếng Anh của em thì em cũng biết tiếng Anh cơ bản, cho nên là cũng rất là muốn góp sức để có thể giúp các bạn trau dồi thêm cái vốn tiếng Anh. Đầu tiên là giao tiếp đã, sau đó thì chuyên sâu hơn thì mình sẽ là cái con đường lâu dài. Thế nhưng mà ít nhất thì muốn là khi mà khách nước ngoài đến đây thì các bạn ấy có thể biết giới thiệu về Suối Giàng, giới thiệu về các bạn ấy, giới thiệu về người dân tộc Mông của các bạn ấy. Đó là cái mục đích đầu tiên. Cái lớp học đó thì mục đích ban đầu thì là mình muốn là những nhân viên của mình sẽ học tiếng Mông, học chữ Mông. Và các trao đổi, có sự trao đổi qua lại là mình sẽ trao đổi tiếng Anh, cái kỹ năng tiếng Anh, rồi các cháu ở hợp tác xã sẽ trao đổi tiếng Anh, rồi sau này là tiếng Trung cho các bạn trẻ ở đây, để các bạn trẻ sẽ chính thức là những người chủ nhân của cái vùng đất này. Rất là vinh dự là hợp tác xã Liên San là cũng được Ủy ban Dân tộc Trung ương cũng để mắt và cũng quan tâm là sẽ tới sẽ tạo cho các cháu một cái kênh, tức là hướng dẫn cho các cháu tự lập những cái kênh bán hàng. Những cái sản phẩm của các cháu sẽ không phải chỉ là Liên San thúc đẩy đâu, mà các cháu cũng tự các cháu sẽ được đưa những cái sản phẩm của mình, nó có giá trị hơn và nó giúp đỡ bố mẹ không phải vất vả. Văn hóa dân tộc và tiếng Anh là hai nội dung được cô Liên chú trọng nhất, với mong muốn hướng đến là giúp các con trở thành những hướng dẫn viên du lịch, có thể tự tin quảng bá văn hóa dân tộc mình với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt nhất là trong lúc Suối Giàng đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng như hiện nay. Đây cũng là cách làm hay để chính các con thêm trân trọng, có ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh sự chung tay góp sức của những người con Suối Giàng, thì vẫn rất cần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở hạ tầng để Suối Giàng trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước, để đời sống đồng bào dân tộc nơi đây ngày càng ấm no, hạnh phúc.